Hello, chào tất cả anh em. Vâng, như cái tiêu đề của cái video này á, thì các bạn cũng mường tượng ra được là mình sắp nói cái chuyện gì. Nhưng mà trước khi mà mình nói á, thì mình nghĩ là các bạn phải đồng ý với mình cái chuyện này nè. Cái lần đầu tiên mà các bạn ôm cua một cái cua trên một cái chiếc xe mô tô đi, thì lúc đó các bạn nghĩ gì? Mình chắc chắn là 9 trên 10, hoặc là 99 trên 100, hoặc là 999 trên 1000 sẽ nghĩ mình là ồ, sao mình giống Valentino Rossi vậy, sao mình giống Marc Marquez vậy, sao mình giống Jorge Lorenzo vậy, đúng không? Hay là giống những cái tay đua MotoGP khác. Mình cảm tưởng như giống như là mình sẽ trở thành một cái tay đua MotoGP, chẳng hạn như là Valentino Rossi 2, hoặc là Marc Marquez 2, hoặc là Lorenzo 2, hoặc là Dani Pedrosa 2 đó. Thì cái cảm giác đó là có, cái suy nghĩ đó là có. Mình cũng trải qua những cái cảm giác đó. Khi mà mình ôm cua một cái cua gì đó, cảm giác nó rất là đã, cảm giác nó rất là phê, và mình nghĩ tự nhiên là ước gì mình trở thành một cái tay đua MotoGP đó. Thì cái chuyện này là mình phải thú thật với nhau thôi, mình phải thành thật với nhau thôi đó. Không có gì xấu hổ khi chúng ta suy nghĩ như vậy hết á. Tại vì ai cũng có một cái người để mà thần tượng, ai cũng có một cái ước mơ để mà theo đuổi đó. Nhưng mà cái ước mơ để trở thành một cái tay đua GP và biến cái ước mơ đó trở thành hiện thực là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Một cái câu chuyện nó đòi hỏi rất là nhiều, không chỉ ở chúng ta đâu mà còn những người xung quanh chúng ta nữa. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói lên những cái suy nghĩ của mình, những cái quan sát của mình làm thế nào để trở thành một cái tay đua MotoGP. MotoGP ở đây thì chúng ta có thể hiểu là Moto3, Moto2, và tất nhiên rồi, đẳng cấp cao nhất vẫn là MotoGP. Đó, cái hệ thống MotoGP thì nó có Moto2, Moto3, Moto3, Moto2 và MotoGP ha. Thì đã lên được Moto3 là một cái gì đó nó rất là, nó một cách nôm na nó rất là ngon rồi, thực sự nó rất là tốt rồi. Lên Moto2 thì nó càng tốt hơn nữa. Và lên MotoGP á thì là một cái gì đó nó có thể gọi ở cái môi trường như chúng ta, ở cái đất nước mình á, ở cái Đông Nam Á mình á, nói rộng ra là ở cái Đông Nam Á mình á, và ngay cả ở châu Á đi, thì lên được MotoGP là một cái gì đó nó nói là vĩ đại thì nó cũng không có, hơi lạm dụng, hơi lạm dụng cái từ vĩ đại, nhưng mà một cái gì đó rất là xuất sắc, rất là xuất chúng đó. Thì ở châu Á hiện giờ thì chúng ta thấy là có Takaaki Nakagami của Nhật Bản là đang thi đấu ở MotoGP. Còn Moto2 chúng ta có thể kể ra như là Saharin của Malaysia. Và Saharin của Malaysia là tay đua Đông Nam Á đầu tiên chạy MotoGP. Đó là một cái niềm tự hào không chỉ của Malaysia không đâu, mà cả Đông Nam Á mình nữa. Đó. Và nó cái chuyện đó nó giống như là nó tạo động lực rất là lớn cho các cái tay đua nhí khác ở Đông Nam Á để mà vươn lên ở cái đẳng cấp Moto3, Moto2 và MotoGP. Ngoài ra thì ở Moto2 và Moto3 hiện giờ thì mình cũng có rất là nhiều tay đua châu Á, chủ yếu là Nhật Bản. Mình cũng không có theo dõi Moto3 và Moto2 nhiều, cho nên là mình cũng không có nắm được. Thì cái này các bạn có thể Google ha. Thì bây giờ vô cái chuyện chính này. Theo mình á, để mà trở thành một cái tay đua MotoGP á, thì có ba yếu tố. Cái thứ nhất là tiền, cái thứ hai á là tài, và cái thứ ba á, và cái này rất là quan trọng, cái thứ ba là may mắn. Tiền, tài và may mắn đó. Trước khi mà đi vào phân tích ba cái yếu tố này á, thì mình cũng muốn nói trước cái chuyện này, tức là các cái tay đua MotoGP á, để mà trở thành một cái tay đua GP á thì phải bắt đầu từ rất sớm. Các bạn nhớ là những cái phim tiểu sử về những cái tay đua MotoGP, ví dụ như là Jorge Lorenzo đi, thì ở tuổi thứ ba thứ tư gì đó, 3 4 tuổi là Lorenzo đã làm quen với xe rồi, đã được tiếp xúc rồi, đã được nói chung là va chạm với những cái chiếc xe mini bike ngay từ lúc rất là nhỏ, cho nên là nó xây dựng được cái tình yêu, xây dựng được cái đam mê từ lúc nhỏ như vậy, và trải qua cái quá trình phải nói là rèn luyện hết sức là gian khổ thì mới có được một Jorge Lorenzo như chúng ta đã biết đó, tay đua 5 lần vô địch thế giới, trong đó có 3 lần vô địch MotoGP. Thì cái quá trình mà Lorenzo khổ luyện á là một cái quá trình phải nói là kinh điển đó. Tức là trong suốt một cái khoảng thời gian tuổi thơ như vậy đó, chỉ biết khổ luyện, khổ luyện, khổ luyện, khổ luyện, khổ luyện và khổ luyện đó. Rồi
Thì nhắc lại là nếu chúng ta bắt đầu từ sớm thì chúng ta càng có cơ hội trở thành một cái tay đua chuyên nghiệp ha. Đó, tại vì khi mà chúng ta chẳng hạn như là bắt đầu rất trẻ, chẳng hạn như là tuổi thiếu niên mà bắt đầu đua xe, tập đua xe này kia, thì cái lúc đó mình các bạn cũng biết rồi, chẳng hạn như là khi mình lớn á, mình biết nhiều thứ đúng không, mình sẽ sợ, mình sẽ cảm giác như là mình những cái nó thuộc về bản năng, nó không còn nữa. Nhưng mà khi mình từ nhỏ rồi á, những cái kỹ năng, những cái này kia thì nó dễ được rèn luyện, dễ được trui rèn hơn. Giống như cái cây thôi, khi nó lớn rồi mình không có uống được nữa, thì khi cái cây nó nhỏ thì mình có thể bẻ chỗ này bẻ chỗ kia, mình uống thành một cái tác phẩm cây cảnh được đó. Các cái tay đua MotoGP cũng vậy, hay là bất cứ cái môn thể thao nào khác cũng vậy, bắt đầu từ sớm thì chúng ta càng có cơ hội trở thành một cái vận động viên chuyên nghiệp đó. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên, là cái yếu tố tuổi tác. Cái yếu tố này là mình xin đóng khung lại nha, mình sẽ không nói nữa. Thì đó là cái lưu ý đầu tiên. Rồi bây giờ nói qua cái chuyện chính của chúng ta này, thì như lúc nãy mình nói là tiền tài và may mắn đó. Trước hết đó, thì mình sẽ nói về tiền đó. Thì để mà theo đuổi cái môn thể thao đua xe đi, MotoGP đi đó, thì đòi hỏi gia đình của cái tay đua đó phải có tiền, phải có tiền, phải có điều kiện, và ở một cái, nếu mà chúng ta nói rộng ra, phải có rất rất là nhiều tiền. Để làm chi? Thứ nhất á, là để thuê thầy đó, thuê thầy. Và thuê thầy không phải là thuê một tháng, hai tháng hay là một năm đâu, mà thuê thầy trong suốt cái chặng đường phát triển của cái người đó. Nếu mà cha mẹ người đó đã xác định là cho con của mình đi theo cái con đường là trở thành tay đua chuyên nghiệp, thì phải thuê thầy. Không thầy đố mày làm nên. Cái chuyện này là mình phải đồng ý với nhau. Đó, cái chuyện thuê thầy. Và thuê thầy á, là không phải là thuê thầy về mặt chạy kỹ thuật, chạy sân này kia đâu các bạn. Thuê thầy ở đây á, mình phải hiểu theo cái nghĩa rộng. Thứ nhất là kỹ thuật, thứ hai là tâm lý, thứ ba là cái lộ trình phát triển. Chứ không phải là thuê thầy về chạy chỗ này, bo cua chỗ này, ngã xe chỗ kia, hay là thắng chỗ nọ đâu, không phải vậy. Mình phải hiểu rộng ra người thầy ở đây á, là cái người mà dìu dắt mình ở tất cả mọi cái khía cạnh trong cái con đường phát triển của cái tay đua đó. Thứ nhất là về mặt kỹ thuật, thứ hai là về mặt tâm lý, thứ ba là về mặt ứng xử. Ứng xử ở đây, khi mình còn nhỏ, mình chạy sân nhỏ thì không sao, nhưng mà khi mà mình đã lên những cái giải lớn thì có hàng trăm hàng ngàn con mắt nhìn vào mình, thì mình phải biết ứng xử như thế nào sao cho nó phù hợp, phải trả lời báo chí như thế nào, phải trả lời, phải học tiếng Anh như thế nào, bla bla, tất cả những cái chuyện đó. Thì cái người thầy này sẽ giúp cho mình, và không chỉ một người thầy đâu, mà còn nhiều người thầy nữa. Chẳng hạn như là người thầy dạy kỹ thuật, nếu mà dạy kỹ thuật mà không biết tâm lý, không biết ứng xử này kia, thì mình lại thuê một người thầy khác để mà dìu dắt cái tay đua đó trên cái con đường phát triển của họ. Thì đó là thứ nhất là chuyện thuê thầy đó. Rồi các bạn cũng hiểu rồi, cái tiền tiếp theo liên quan đến cái chuyện thuê xe, mua xe, rồi thuê sân, rồi mua trang bị bảo hộ, rồi những cái chuyện giấy tờ này kia liên quan ha. Thì xe các bạn biết rồi, nhỏ thì chạy xe mini bike, những cái chiếc xe con đó, nhưng mà chạy xe đó thì nó cũng khá là đắt tiền. Rồi tiền sửa chữa, nhiều khi té rồi hư dàn áo, hư đồ đủ thứ hết, là phải sửa chữa, phải nâng cấp. Rồi lớn lên chút nữa thì chạy xe mạnh hơn, to hơn, thì tất nhiên chi phí nó cũng lớn hơn. Rồi lớn lên chút nữa thì chạy xe hơn nữa, 300 phân khối, 600 phân khối. Thì đó là cái chuyện xe cộ, rồi giấy tờ, rồi chuyện bảo hộ đó. Giấy tờ có nghĩa là mình phải có giấy phép đua, chứ không phải là mình ưng đua là đua đâu. Không phải là ưng là tôi tham dự giải này vậy, thì đó phải được liên đoàn của Liên đoàn Mô tô Quốc gia phải chứng thực là như này, như cái này đó. Cái tiền nữa là cái tiền đi thi đấu đó. Bây giờ muốn phát triển, muốn cọ sát, muốn nâng cao trình độ thì không thể nào mà thi đấu với trong cái ao làng của mình được. Ví dụ như mình đã đạt cái thành tích tốt nhất nhì ba ở trong nước mình á, thì mình phải nghĩ xa hơn, mình phải đi thi đấu ở các cái khu vực lân cận, quốc gia lân cận. Chẳng hạn như ở Việt Nam mình thì có thể sang Thái Lan, Mã Lai, Indo, đó là những cái quốc gia mà thực sự là có cái môn thể thao đua xe này nó phát triển cũng khá là mạnh. Còn xa hơn nữa thì chúng ta có thể nghĩ đến chẳng hạn như là Nhật Bản. Và tất nhiên rồi, tuyệt vời nhất là vẫn ở
Tây Ban Nha và ở Ý, nơi mà hai cái quốc gia này là có cái môn motorsport này là cực kỳ phát triển và được đào tạo hết sức là bài bản. Tất nhiên rồi, chúng ta đi máy bay, chúng ta ở khách sạn, chúng ta thuê người để mà hỗ trợ về hậu cần đó, logistics đó, thì lại tốn tiền hả? Các bạn cũng biết là một cái ví dụ trong cái chuyện này, để mà trở thành một cái tay đua MotoGP á, thì không có cái gì rõ ràng hơn, không có gì không có gì phải nói là minh chứng rõ hơn hết là tay đua Jack Miller đó. Thì khi mà con trai là đã quyết định là theo cái con đường này, theo cái sự nghiệp mô tô này á, thì cha mẹ của Jack Miller là coi như là bán hết nhà ở Úc và lang thang đi khắp châu Âu để mà tìm cơ hội thi đấu cho con trai của mình. Đó, tất nhiên rồi, phải thi đấu, phải cọ sát, phải có thầy để mà hướng dẫn mình những cái đó. Thì tất nhiên khi mình cọ sát, mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Và cọ sát xong á, mình cũng phải cần thầy để mà chỉ cho mình là mình sai ở chỗ nào, mình đúng ở chỗ nào, mình cần phát triển theo cái hướng nào, tại sao người đó chạy như vậy, tại sao mình chạy như vậy. Nói chung là nó có rất là nhiều các cái yếu tố liên quan để mà xây dựng lên một cái tay đua MotoGP. Thì tiền là cái yếu tố đầu tiên, các bạn cũng hiểu rồi ha. Đó, cái này thì nói chơi chơi vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ nhắc đến tiền thì ai cũng hiểu. Đó, nói chung là nó có tiền để mà chi trả rất là nhiều thứ liên quan đến cái chuyện mà đua xe. Và để mà lên được cái con đường MotoGP á, thì phải nói là tốn rất chi là nhiều tiền. Đó. Thì mỗi tuần các bạn thấy là một cuộc đua MotoGP tối đa là chỉ có 24 tay đua thôi. Và cả thế giới thì chúng ta biết có rất là nhiều người nghĩ mình là Valentino Rossi 2.0, hoặc là Marc Marquez 2.0, hoặc là Lorenzo 2.0, hoặc là tay đua nào đó 2.0 đó. Nhưng mà cuộc đời nó không phải là hoa hồng đó. Rồi bây giờ xong cái chuyện tiền rồi á, phải giải quyết cái chuyện tiền xong rồi đến cái chuyện tài, tiền tài nha. Làm miếng cà phê cái đã, nói tiếp. Có tiền mà không có tài thì tiền cũng đổ nóng ra đi. Mình sẽ nhắc lại, có tiền mà không có tài thì đổ nóng ra đi. Ngày xưa một cái ví dụ, ngày xưa là mình tập chơi đàn, mình nghĩ mình trở thành một cái rockstar đồ ha, một Jimi Hendrix 2.0. Nhưng mà sau vài tháng thì mình thấy là mình không có tài, thôi bỏ, bán đàn, bán hết, bán âm ly, bán tất cả mọi thứ, dừng cuộc chơi sớm. Mình xin dừng cuộc chơi sớm, tại vì nếu mà đi tiếp cũng chẳng được cái gì đó. Tại vì mình đã xác định là chơi vui chơi thì được, nhưng mà thực sự mà để mà đi theo cái con đường này kia thì mình nghĩ mình không có tài đó. Thì quay lại cái chuyện của chúng ta thì cái tài năng là một cái gì đó rất là quan trọng đó. Khi các bạn thi đấu ở những cái giải nhỏ, hoặc là được giới thiệu thì sẽ có những cái tuyển trạch viên. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi, giống như bóng đá thôi. Mình sẽ được các cái tuyển trạch viên, người ta quan sát, người ta sẽ thằng này được, đó, thằng này có khả năng phát triển được, đó. Thì người ta bắt đầu chấm, người ta lên một cái danh sách, đó. Ví dụ như Yamaha sẽ cử người đi nhìn ngắm, xem cẳng, xem giò tay đua này. Honda sẽ cử người đi xem giò tay đua này, đó. Thì họ sẽ có một cái danh sách và họ sẽ theo dõi cái sự phát triển của cái tay đua này. Đó, người ta theo dõi sự phát triển không chỉ về cái chuyện ở trên sân đua đâu, mà theo dõi cả cái tâm lý này, cái ứng xử này, cái độ cool đó, cái độ cool của cái tay đua đó. Tại vì sao? Các bạn biết là không chỉ riêng MotoGP đâu, moto đâu, mà những cái môn khác á thì sống nhờ các cái hợp đồng tài trợ. Và khi mà mình là một cái tay đua mà ngổ ngáo, hay là hổ báo cáo chồn, hay là nói chung là có một cái đời sống bên ngoài sân chơi, sân đua nó không có được lành mạnh, thì người ta không có muốn tài trợ. Người ta không có muốn tài trợ. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của người ta thôi. Cho nên là mình phải ứng xử như thế nào, mình phải trả lời báo chí như thế nào, mình phải trả lời tiếng Anh như thế nào, tất cả mọi thứ đó. Người ta sẽ theo dõi cái sự phát triển của cái tay đua đó. Đó,
Cho nên cái chữ tài ở đây mình phải hiểu rộng ra. Tài ở trên sân đua là một chuyện, nhưng mà tài ở ngoài sân đua nó sẽ bổ sung cho cái tương lai của cái tay đua đó. Tất nhiên rồi, chúng ta quan sát chúng ta cũng thấy là có rất nhiều người có năng khiếu, đúng không? Nhưng mà cái năng khiếu đó nó chỉ là một cái nói một cách dễ hiểu là giống như là viên ngọc thô thôi. Bây giờ muốn cái viên ngọc đó nó sáng lên á thì phải rèn luyện, phải tập luyện, phải dùi mài kinh sử, phải như thế nào đó cho cái lớp xù xì bên ngoài đó nó mất đi, cái tài năng thô đó nó mất đi, và cái gì đó nó bên trong nó tỏa sáng. Thì nhiều người chạy xe rất là hay, đua xe rất là hay, chạy track đồ rất là tuyệt vời, nhưng mà rất là tự mãn, rất là, nói chung là mình nghĩ mình là on top of the world rồi, trên đỉnh thế giới rồi, cho nên mình không cần phải tập luyện, không cần phải trui rèn đó. Để mà có được cái thành công như ngày hôm nay thì Lorenzo phải nói là cái câu chuyện mà mình xin nhắc lại là cái câu chuyện mà tập luyện, cái quá trình tập luyện của Lorenzo là một cái câu chuyện phải nói là cực kỳ đổ máu, đầy mồ hôi, đầy nước mắt, đầy máu. Để mà có được Lorenzo như ngày hôm nay, cực kỳ chạy, cực kỳ chính xác, cực như một cái gọi là một cái metronome, cái mà canh nhịp đó. Thì không phải ngày 1, ngày 2, không phải ngủ dậy là chúng ta có được cái tài năng đó, không có được cái kỹ năng thượng thừa đó. Và chúng ta phải trải qua rất là nhiều năm, Lorenzo trải qua rất là nhiều năm đó. Và phải thi đấu, phải cọ sát, phải như thế nào, phải hoàn thiện cái kỹ năng đó. Chứ không phải là tự nhiên tập ở nhà là một chuyện, nhưng mà ra sân đua có rất là nhiều tay đua khác cũng hổ báo cáo trồn giống mình đó. Thì đó là cái câu chuyện về chữ tài đó. Mình phải hiểu rộng ra chữ tài là ở trên sân đua và ở ngoài sân đua. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái chuyện cuối cùng là cái chuyện may mắn. Thì cái chuyện này cũng nói ít thôi đó. Thì may mắn là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái con đường thành công của chúng ta, của một ai đó. Và không chỉ riêng những cái tay đua MotoGP đâu, mà còn những cái người khác trong xã hội, trong cuộc sống, những cái môn thể thao khác, chúng ta gặp rất là nhiều cái trường hợp là những người có tài, có năng khiếu, có đường hướng phát triển rõ ràng, nhưng mà lại không gặp thời, không gặp may, hoặc là không gặp đúng người. Thì cái đó cũng chỉ là tài năng trong bóng tối thôi, không có được đem ra ngoài ánh sáng. Thì cái chuyện may mắn thì mình tạm hiểu như vậy đó. Chúng ta phải gặp đúng người này, đúng thời điểm này, và cái người đó có thể giúp mình đi lên, có thể có những cái kết nối để mà đưa mình ra ánh sáng. Còn tỏa sáng như thế nào đó là cái câu chuyện của chữ tài. Còn cái chuyện may mắn là phải có người đưa mình ra đó. Cái đấu trường MotoGP đó, cái cuộc chơi MotoGP, cái gánh xiếc MotoGP là cái nó rất là ít thôi, cái số tay đua rất là ít thôi, nhưng mà những người mà chờ đợi để được tỏa sáng thì rất rất chi là nhiều đó. Biết bao nhiêu cái tay đua nhí, cái tay đua thanh niên, rồi cái tay đua thiếu niên, những cái tay đua đó, thì người ta muốn được ra những cái đấu trường đó để mà tỏa sáng, nơi mà hàng trăm ngàn khán giả có thể nhìn xem chúng ta chạy đó. Thì cái chuyện may mắn là cái chuyện như vậy ha. Thì đó là cái suy nghĩ của mình, cái quan sát của mình về cái chuyện làm thế nào để trở thành một cái thứ nhất là một cái tay đua chuyên nghiệp rồi đã, có thể sống được bằng cái đam mê của mình. Ở Việt Nam mình thực sự là nó cũng hơi khó thiệt, tại vì mình mặc dù cái phong trào mà đua xe mô tô gần đây á thì nó được khơi dậy, nó được làm nóng lại, nhưng mà để mà tổ chức bài bản, có lớp, có lan, có trên, có dưới, có cái đường hướng phát triển rõ ràng thì vẫn còn là mịt mù trong bóng đêm, vẫn chưa có ánh sáng cuối đường hầm đó, và không biết là có cái ánh sáng ở cuối đường hầm hay không nữa. Ở những cái nước khác chẳng hạn, như là mình không phải là ở đây mình so sánh gì đâu, nhưng mà họ có một cái đường hướng phát triển rất rõ ràng, đào tạo gà nhà như thế nào đó, trường lớp dạy như thế nào để mà đem gà nhà đi thi đấu ở nước ngoài, mang lại cái thỏa lòng đam mê, rồi mang lại cái danh tiếng cho quốc gia. Mình thì chỉ có bóng đá thôi, bóng đá là số 1 thôi. Còn cái đua xe thì nó cũng chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ, một cái gì đó nó không có được nhiều cái sự quan tâm của xã hội. Tại vì nghĩ đến cái chuyện đua xe là nghĩ đến cái tiêu cực, tại vì chúng ta thấy là bài báo, báo chí bây giờ cứ, không phải báo chí đâu, mà những cái thanh niên mà trẻ tuổi đó thì đua xe bất hợp pháp, đua xe trên đường phố gây nguy hiểm cho người đi đường, thì
báo chí người ta phản ánh lên, Facebook người ta phản ánh lên, mạng xã hội người ta phản ánh lên, thì bây giờ xã hội nhìn vào đó thì nó xã hội rất là kỳ thị và ác cảm với cái môn đua xe này. Cho nên là con đường phía trước của những cái tay đua, những người mà mong muốn trở thành một cái tay đua chuyên nghiệp là cũng còn rất là gian nan ở Việt Nam mình đó. Thì trước hết là trở thành cái tay đua chuyên nghiệp đó, còn thì trước hết là trở thành cái tay đua chuyên nghiệp đã, còn mà để mà thi đấu ở những cái hạng quốc tế chẳng hạn như Moto3, Moto2 và MotoGP thôi đừng nhắc, nói chung là rất chi là một giống như là cái ngọn núi cao hơn Everest để mình leo nữa đó. Lên được Moto3 là một cái niềm tự hào rồi các bạn, tại vì chúng ta phải cần tiền tài may mắn đó, rất là nhiều thứ để mà đó. Rồi đâu phải chỉ có mình đâu, tất cả những người xung quanh cũng phải hỗ trợ cho mình, phải nói chung là rất chi là một cái con đường hết sức là gian nan đó. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ trả lời cho cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi là làm thế nào để trở thành một cái tay đua MotoGP. Cho nên là mình cứ nghĩ xa nhưng mà phải thiết thực. Mình nghĩ là mình có thể đua, thứ nhất là ở các cái sân ở Việt Nam này, tập luyện các cái sân ở Việt Nam này, có điều kiện thì ra các cái nước Đông Nam Á thi đấu, thi tài với các cái bạn ở trong khu vực. Và nếu mà may mắn thì được người ta chấm thì người ta sẽ đặt vấn đề với mình đó. Thì nói chung là một cái con đường rất là dài, và khi mà chúng ta nhận ra chúng ta có tài hay không, chúng ta có thành công được hay không, thì lúc đó chúng ta cũng đã già rồi đó. Thực sự đam mê thì ai cũng có, đam mê ai cũng có. Một khi chúng ta nghiêng chiếc xe một chút là chúng ta sẽ nghĩ chúng ta là một tay đua MotoGP. Nhưng mà cuộc đời nó không bao giờ nó đơn giản như vậy. Rồi, video đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ để ở phần bình luận của video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.